vâng, đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục tổng hợp lên sóng và báo giá một dàn xe bền đẹp, rẻ và tiết kiệm hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe Toyota vậy ơn mang thương hiệu Nhật Bản hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Và bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ 5 triệu đồng cho đến 9 triệu đồng cho một đầu xe các bác nhé. Từ 5 triệu đồng cho đến 9 triệu đồng cho một trên một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lôi đồng của đá bền đẹp rẻ tiết kiệm này, cứ nhấp máy lên alo cho em. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Toyota về ớt. Con này thì có năm sản xuất 2003. Con này nó là bản G các bác nhé. Bản G số sàn, động cơ 1.5, biển kiểm soát quê hương Thái Bình, vâng, 17A03830. Đấy, 2003 mà đẹp như 2013 luôn các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin, nội thất ghế lỉ rất là đẹp này. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios bản G. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lội đồng cuối đá các bác nhá. Vâng, giá tiền thì con này là 145 triệu đồng. Nay chỉ còn 140 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 140 triệu đồng giảm giá từ 5 triệu đến 9 triệu đồng trên một đầu xe. Đấy, một mẫu xe bản G, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe Toyota về ớt, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa. Đấy, sơn xi thì màu vàng cát. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình chủ dùng con, không taxi, không dịch vụ các nhá. Nay chỉ còn 140 triệu đồng. Mang biển kiểm soát 16L0785, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới. Một mẫu xe Toyota Vios bản G số sàn, động cơ 1.5. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, bản G nó là bản cao cấp của dòng Toyota Vios. Đấy, số sàn la răng đúc, phanh đĩa bốn bánh các bác nhá. Đấy, ma la răng đúc, phanh đĩa này. Đấy, gạt mưa ba lớp, vòi voi đầy đủ luôn. Vâng, con này thì 166 triệu đồng. Đấy, nay chỉ còn 160 triệu đồng thôi. Đấy, em sẽ giảm giá từ 5 triệu đồng cho đến 9 triệu đồng trên một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe Toyota về ớt này, cứ alo cho em. Vâng, nay chỉ còn 160 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota về ớt sản xuất từ năm 2005. Đấy, con này nó là bản G các bác nhá. Đấy, bản G số sàn 1.5. Vâng, vậy thì xăng ăn thì 7 lít xăng trên 100 cây số. Toyota Vios mang biển kiểm soát Quảng Linh 14A49095. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011. Vâng, con này nó là bản E các bác nhá. Bản E nó là bản đủ của dòng Toyota Vios này. Đấy, số sàn các bác nhá. Đấy, túi khí cũng như ABS. Đấy, gương kính chỉnh điện cùng xe. Đấy, nội thất này. Đấy, rất là tươi luôn. Đấy, bô lăng méo các bác nhá, gương kính chỉnh điện này, sơn xi thì màu bạc xịn sò. Đấy, con này thì đã được độ lên trần ba lên tổng đóng rồi. Với giá tiền trước này là 245 triệu đồng. Vâng, nay chỉ còn 240 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 240 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe Toyota nữa, biển kiểm soát Quảng Linh. Vâng, một mẫu xe quốc dân. Vâng, bản nghe xịn luôn các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A15346 đây. Đấy, con này thì nó là bản G, bản G số tự động các bác nhá, sản xuất trong năm 2009 này, la răng đúc này, phanh đĩa bốn bánh này. Đấy, túi khí cũng như ABS luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản G. Đấy, sản xuất trong năm 2009 này. Với giá tiền 285 triệu đồng, con này em sẽ giảm giá cho các bác để còn chỉ còn 274 rồi. Đấy, giảm luôn 9 triệu đồng cho quý vị và các bạn. 274 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, bản G số tự động, vâng, động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Sơn xi thì màu bạc xịn sò luôn. Đấy, la răng đúc, túi khí cũng như ABS. Đăng kiểm thì còn đến tháng 5 năm 2023. Đấy, nội thất này rất là tươi luôn các bác nhá. Đấy, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Sơn xi thì màu bạc xịn sò.
Vâng, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2009. Vâng, nay chỉ còn 274 triệu đồng, con này em sẽ giảm 9 triệu này. Và Toyota Vios đấy sản xuất những năm 2014 thôi nhá. Đấy, một mẫu xe bản đủ tư nhân chính chủ biển kiểm soát Hòa Bình. Vâng, Hòa Bình ơi, 28A. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios bản E. Vâng, nó là bản E, bản đủ trong Toyota Vios chủ sàn này. Đấy, bản sedan hai đầu. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng. Đấy, con này em sẽ giảm cho các bác này, còn chỉ còn 330 triệu đồng thôi. Đấy, giảm từ 5 triệu đồng cho đến 9 triệu đồng. Đấy, trên một đầu xe các bác nhá. Đấy, 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng trên một đầu xe, màn hình Android. Đấy, cam nồi đầy đủ. Vâng, chỉ còn 30 triệu đồng thôi. Đấy, 338 các bác ạ. Đấy, giảm luôn cho các bác 8 triệu đồng thôi nhá. Đấy, là chỉ còn 330 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe, đấy, mẫu xe ngon bổ và rẻ, bền đẹp tiết kiệm, đấy, hiện đang có tại cửa hàng bên em, cứ alo trực tiếp cho em, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A19487 này. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2000, con này thì sản xuất 2015 đó nhá. Vâng, 2015 nó là bản E. Bản E số sàn, vâng, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện, vâng, giá tiền chiếc này là 325 triệu đồng. Đấy, cũng màn hình Android, cũng túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhá. Đấy, sơn si thì ok, đẹp đẽ sạch sẽ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Giá tiền chỉ còn 325 triệu đồng. Trước em bán 335, các bác nhá, con này giảm tới 10 triệu luôn. Đấy, chỉ còn 325 triệu đồng. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe ngon bổ rẻ bền hiện đang có tại cửa hàng bên em, cứ alo cho em. Tiếp tục, đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất những năm 2014. Vâng, một mẫu xe bản E, biển kiểm soát 98A49413, mang nước sơn màu xanh, vâng, xịn sò, la răng đúc 4 bánh, túi khí ABS, gương kính chỉnh điện. Vâng, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá này. Đấy, bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. Đấy, giảm luôn cho các bác còn 316 triệu đồng rồi. Đấy, giảm cho các bác 9 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 325, nay chỉ còn 316 thôi. Đấy, giảm từ 5 triệu đồng cho đến 90 triệu đồng trên một đầu xe. Đấy, vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá hiện đang có tại cửa hàng bên em, cứ alo cho em. Sơn si thì màu xanh rất là đẹp các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ với 316 triệu đồng thôi. Toyota Vios, vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá, số tự động các bác nhá. Con này số tự động đời 2017 này. Đấy, giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 429 triệu đồng, nay chỉ còn 419 triệu đồng thôi. 419 triệu đồng các bác nhá. Đây, các bác xem này, giảm luôn cho các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 5 năm 2024 cơ. Đăng kiểm thì dài miên man. Vâng, nay chỉ còn 419 triệu đồng thôi. Đấy, mang phiên bản số tự động này. Đấy, màn hình Android, cam nuôi đầy đủ, túi khí cũng như ABS. Sơn si thì màu đen xịn sò nguyên bản cho xe. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn. Đấy, đúng chân cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017 này, cứ alo cho em Nghị. Vâng, alo trực tiếp cho em. Toyota Vios sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.5, biển kiểm soát Hải Dương. Con này nó là bản Nimo. Đấy, bản Nimo full kịch như E luôn các bác nhá. Mà giá tiền thì con này thì 195 triệu đồng. Đấy, em sẽ giảm cho các bác con này 5 triệu các bác nhá. Đấy, là chỉ còn 190 triệu đồng rồi. Đấy, nội thất rất là tươi, sơn si sạch sẽ, đẹp đẽ, ok rồi. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng các bác này. Đấy, nay chỉ còn 190 triệu đồng, còn có bao hồ sơ, bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios, con này nó là bản G, bản G số tự động đó nhá, sản xuất 2009 này. Đấy, một mẫu xe, đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Vâng, 288, con này thì em chỉ giảm với cái số lẻ thôi, 8 triệu các bác nhá. Lại chỉ còn 280 triệu đồng thôi.
Vâng, chỉ với 280 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, vâng, mang thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota thì các bác biết đấy, máy móc thì rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Dòng này thì đi thì rất là bền và tiết kiệm. Vâng, tiết kiệm và bền. Đấy, tiêu chí người Việt Nam anh em chúng ta là phải ngon, rẻ, bổ, bền, đẹp. Đấy. Còn dòng này thì rất là ok luôn, đi rất là đầm chắc. Vâng. Với giá tiền thì lên chỉ còn 280 triệu đồng. Mã biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A14797. Đây là một mẫu xe Toyota với ớt, nó là bản G. Sản xuất 2014, form mới Lara Group của anh Thanh Đĩa này. Đấy, sơn xi thì màu bạc xịn sò. Vâng, tư nhân chủ mã chính chủ luôn. Đấy, ký nháy lăn tay đầy đủ rồi. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe Toyota với ớt này thì alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em. Vâng, nội thất này rất là tươi. Đấy, bô lăng của nó 3 chấu, màn hình Android cam đùi đầy đủ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, bản G. Bản G, bản cao cấp của dòng Toyota với ớt số tự động các bác nhá. Đấy, giá tiền con này thì 398 triệu đồng, nay chỉ còn 390 triệu đồng thôi. Đấy, 390 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá mang thương hiệu của Nhật Bản. Và Toyota Vios sản xuất những năm 2019 này, mang nước sơn màu trắng, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A52406 các bác nhé. Đấy, mang nước sơn màu trắng ngọc trai, đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2023. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, một mẫu xe bản G số tự động. Vâng, động cơ của nó là 1.5 máy xăng các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu trắng ngọc trai. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios bản G số tự động này bên em đang chào bán với giá là 509 triệu đồng. Đấy, em sẽ giảm con này còn 9 triệu các bác, 9 triệu là chỉ còn 500 triệu đồng thôi. Vâng, với 500 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe đấy, Toyota Vios bản G sản xuất những năm 2019, tư nhân chính chủ và một chủ sở hữu mới này, mang nước sơn màu trắng ngọc trai, mang biển kiểm soát Hoa Thanh Quế, quê Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, đây là một mẫu xe Honda Civic. Còn Honda Civic mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số tự động. Với động cơ em nó là 1.8 máy xăng. Vâng, 1.8 máy xăng các bác nhá. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng 268 triệu đồng. Đấy, con này chỉ còn 260 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 260 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic. Đấy, nội thất ghế da xịn các bác nhá. Ghế da xịn sò luôn, rất là tươi. Vâng, màn hình Android cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Tư nhân chính chủ biển Hoa Thanh Quế và quê Thanh Hóa này. Đấy, con này thì em mua từ trong Thanh Hóa đấy về Hải Phòng các bác nhá. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe, đấy, mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, đấy, số sàn, số tự động, đấy, giá tiền chỉ với 140 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng quay đầu, cứ alo cho em đi. Vâng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em này. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh. Đấy, xe thì rất là nhiều, hàng 200 đầu xe. Đấy, 200 đầu xe phục vụ bà con, cô dì, chú bác. Tập đi, tập lái, che mưa, che nắng các bác nhé. Đấy, và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.